đặt bọc đường. Bình quân thường thường làm mấy phút một con? Cũng tùy theo gà thôi anh. Gặp nhiều con nó ăn hơi no thì nó có thể là... Còn nhớ cả nhà nha. Em ấy kêu là nếu mà muốn thiếu gà thì... Để cho gà nó đói đói. Là ngày chiều hôm trước mình bắt gà xong là mình để cho gà nó đói, để sáng hôm sau mới thiếu được. Thì... Cả nhà mình tán ăn đi. Hôm nay mình đi về quê Quan Thiết cái sẵn dịp đó ghé thăm em Hòa, coi em chiến gà như thế nào rồi giờ quay video cho cả nhà xem. Cả nhà thân chân mình để... Hello! Hello! Chào em Hòa! Hôm nay anh về đây thăm quê rồi ghé thăm em nè. Em đang chiến gà hả? Đang chiến gà cho khách nè. Lâu lâu gặp nhau thì có đổi số điện thoại gì không? Ông số em vẫn xài số cũ, vẫn có làm ăn mà. Đọc số lại để cả nhà ai mà có cần thiến gà thì số điện thoại của em là 0372027367. Đó là số điện thoại em xài đó giờ. Thì hiện thời thì ở giá 20.000 còn có thể đi xa hơn thì mấy có xin thêm tiền xăng rồi chi phí ở lại rồi thì cả nhà nhích lên cho mấy chút xíu. Mấy xiến gà rất rẻ và coi như là không có sức thuốc gì. Theo cái mãi mấy xiến ba đời rồi. Hồi đó là ông nội rồi làm cho truyền hết ông nội làm xiến gà rồi truyền lại cho cha rồi cho cha rồi bây giờ em mấy nên ba đời bốn đời rồi. Em mấy là người Hoa nên làm cách làm của người Hoa đơn giản mà cái món gà thì trong dân gian người Hoa và người Việt ở Bình Thuận này thì ai cũng chuộng, năm nào cũng phải tiệc cưới nào hoặc là tiệc nào mà lớn lên đình đều có món gà, nên cả nhà yên tâm là gà là làm sạch không có thuốc men gì. Rồi ở xa em có thiếu không em? Nếu mà ở xa thì thậm chí mười mấy cây số thì em vẫn đi, mà gọi là nhiều cô chú anh chị gom lại cho... Thí dụ như ở trong Phan Thiết hoặc là căn cứ rồi là đi vô trong Đồng Nai cũng được, nhưng mà cả nhà ý anh Hà nói là cả nhà tập trung gà để em ấy vô mấy thiến 2-3 ngày gì đó, nhưng mà thiến gà thì nhầm vào buổi sáng nên cả nhà cứ tập trung gà lại thì em ấy vô tập trung làm cho cả nhà là 2-3 buổi sáng gì đó rồi em ấy về lại nha, cả nhà có lưu ý vậy nha. Chứ một vài con thì em ấy đi không đủ chi phí để em ấy đi nhà theo xem cái cách em ấy làm nha. Em ấy chỉ cái nghề cũng đơn, cái đồ nghề cũng đơn giản, mổ xong nhổ lông xong rạch ra mặt đường xong cái banh ra thôi, không nhớ là không sức thuốc men gì nha cả nhà. Em rạch to to lên chút xíu lúc em lấy cái ấy ra chấm chấm cho người ta coi đi đó, em rùm to lên cả nhà xem. Thì cả nhà con gà nó đơn giản lắm, gà nó giống như mình mổ gà ra thì có đồ banh ra xong cái có cái ống để mà lấy hai trứng ra, hai trứng giới ra, con nào khó mới mổ mới mổ hai bên. Thường em ấy là làm mổ một bên thôi đó, mấy chỉ có nhíp rồi cái đồ banh ra rồi có cái ống nhôm có cái sợi dây cước để mà lấy trứng dái á. Bác sĩ giống như bác sĩ thú y nè, gọi người Việt Nam mình là gọi đơn giản là bác sĩ thú y, có cái đèn đội thôi. Đâu, lấy trứng đi. Một
ngày mấy là mấy chục con là cả nhà, gần cả trăm con có gà mấy, làm rất nhiều, làm rất nhanh mà. Đó, tập bậc đường. Bình quân thường thường làm mấy phút một con? Cũng tùy theo gà thôi anh. Gặp nhiều con nó ăn hơi no thì nó có thể là... Còn nhớ cả nhà nha, em ấy kêu là nếu mà muốn thiếu gà thì để cho gà nó đói đói. Rồi ngày chiều hôm trước mình bắt gà xong là mình để cho gà nó đói, để sáng hôm sau mới thiếu. Alo. Được. Alo. Đi đâu á? Chuẩn bị. Gà cho khách anh à. Thôi đi luôn hả? Giờ em đi khách gọi nhiều quá, bây giờ em phải đi xuống tận nơi. Vậy anh đi theo em để quay luôn. Quay chia sẻ cho cả nhà xem. Cả nhà theo chân em để đi nha. Thôi này, hai anh em mình đi. Tạm nhân video tới kia gì em sẽ quay cho cả nhà xem nha cả nhà. Gà sông Lý nha cả nhà. Sông Lý huyện Phước Bình, tỉnh Bình Thuận. Thôi đi theo chân hai máy đi luôn. Đi. Chẳng nghe máy đi quay tiếng dài cả nhà xem nha. Họ đang đi kiếm gà các bạn. Các bạn thấy chẳng em để xem em ấy kiếm gà nha. Chủ nhà mang gà ra lấy tiếng đó. Xóm đây là xóm người Hoa không mấy anh. Gà này là tiếng Tết à anh? Quá đồ nghề chỉ đơn giản nhiều thôi.
Đó, vào một cái rồi. Nghe chị nó đơn giản à, móc nhíp, móc nhíp mà cái đèn để ấy rồi à. Cái bàn nhỏ nhỏ, bàn nhỏ nhỏ thì dùng cước ra thôi, cước để thay cái dây này, dây này đôi lúc cứ 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 là đứt mấy phải. Rồi, thả hết rồi đó nha các bạn. Đó, em Hà đang chiến gà đây nè các nhà. Đây là ngay chỗ cầu móng sông Lý. Móng sông Lý á. Đó. Hồi xưa có cầu móng to đen của Pháp làm đẹp lắm. Kia là núi Hồng Móc. Đó. Đây là ga sông Lý á. Ga sông Lý. Hồi đó nhà ga sông Lý cũng to lắm mà xây sửa lại, bây giờ nhà thấp hơn chút. Còn tiếng gà em hỏi tiếng gà ở đây.